Bảy điều bí ẩn về Thiếu Lâm Tự không phải ai cũng biết. Bạn có biết Thủy Tổ Thiếu Lâm là người Ấn Độ và một trong những vị sư danh dự nhất Thiếu Lâm là người phương Tây? Dưới đây là 7 điều về Thiếu Lâm Tự mà bạn có thể chưa biết. Nguồn gốc của Thiếu Lâm. Thủy Tổ của Thiếu Lâm Tự là Bồ Đề Đạt Ma. Ông là một nhà sư được cho là từ Ba Tư hoặc Nam Ấn Độ sang Trung Quốc vào thế kỷ thứ 5 hay thứ 6 để truyền bá đạo Phật. Trường phái Phật giáo do Bồ Đề Đạt Ma lập ra ở Thiếu Lâm trở thành nền tảng cho Thiền Tông sau này. Sau đó, Hiếu Văn Đế của nhà Bắc Ngụy xây dựng Thiếu Lâm Tự ở phía bắc núi Thiếu Thất, đỉnh phía tây của Tung Sơn, một trong các ngọn núi linh thiêng của Trung Quốc. Thiếu Lâm Tự không phải là dòng tu duy nhất có võ thuật. Thực tế, ngoài Thiếu Lâm ở Trung Hoa đã có rất nhiều nơi các tăng lữ được dạy kỹ thuật chiến đấu, ví dụ như Sa Hu, tăng nữ tu theo kiểu khất thực, ban đầu khi được lập ra đã được dạy các kỹ năng chiến đấu mạnh mẽ, đặc biệt dưới thời Mu Han. Họ là một trong những công cụ chiến đấu tranh giành lãnh thổ mạnh mẽ nhất thời đó. Hay dòng Bon Kyo Musun của Hàn Quốc, những tăng lữ ở Triều Tiên là một trong những người đấu tranh mạnh mẽ nhất khi lãnh thổ gặp lâm nguy. Ngoài ra còn có dòng Sohei của Nhật hay các dòng khác của Tây Tạng. Có thể nói, nếu nói về kỹ năng chiến đấu và những công lao cho đất nước thì những dòng khác cũng không kém cạnh gì Thiếu Lâm. Kung Fu và võ thuật. Có lẽ nhiều người lầm tưởng Kung Fu xuất thân từ Thiếu Lâm, điều đó hoàn toàn sai lầm. Theo nhiều nhà sử học, thực ra các nhà sư Thiếu Lâm không phải như phim ảnh có võ công bí truyền hay những kỹ năng chiến đấu đặc sắc. Họ vốn dĩ kỹ năng chỉ ngang với những binh lính thông thường, mà có lẽ còn yếu hơn nữa. Và võ thuật của họ chỉ là sự phát triển vào khoảng thế kỷ thứ 14. Họ kết hợp các loại công phu và võ thuật khác nhau, còn võ Kung Fu thì có trước rất lâu, từ trước khi Thiếu Lâm Tự ra đời. Giúp vua đoạt Giang Sơn. Vào thời nhà Thùy, Thiếu Lâm đã trở thành một tôn giáo rất được ưa chuộng và thậm chí họ được nhận nhiều ân sủng của vua Tùy Dạng Đế. Tuy nhiên sau đó, thời kỳ rối ren của nhà Tùy bắt đầu, những gia đình quyền lực đã nổi lên và muốn giành chính quyền và nội chiến diễn ra rất dữ dội. Sau đó, Vũ Văn Hóa Cập đã phản lại vua và chiếm chính quyền và lấy đi tất cả những ân sủng của Tùy Dạng Đế dành cho Thiếu Lâm, như lấy lại đất, phá hủy chùa để xây dựng quân đội và thực hiện nhiều chính sách tàn ác với dân chúng và giới tăng lữ. Vì không chịu nổi áp bức, các nhà sư đã quy thuận Lý Uyên và giúp ông tấn công Lạc Dương, thu phục được Giang Sơn. Truyền thuyết kinh dị về Thiếu Lâm Tự. Truyền thuyết kể rằng, sau khi vào Trung Quốc truyền bá Phật giáo và lập ra Thiếu Lâm, Bồ Đề Đạt Ma đã quyết định tịnh tu ở trong một hang động gần ngôi chùa này. Ở đây, ông đã ngồi liên tục 9 năm cạnh một phiến đá, không ăn, không uống, không ngủ. Tuy nhiên, vào năm thứ 9, ông đã ngủ gật và tự kỷ luật mình, ông đã cắt đi mí mắt của mình. Sau đó, nơi ông cắt mí mắt đã mọc ra một cây trà. Theo tương truyền, vì vùng ông tu gần một vườn trà nên bụi trà sau khi thu hoạch đã bay khắp nơi, trong đó có hang động và rơi vào mí mắt ông, giúp ông tỉnh suốt nhiều năm liền. Cuộc chiến sinh tử giữa hải tặc và các nhà sư. Khoảng thế kỷ thứ 13, giặc lùn hay còn gọi là uy khẩu mọc lên khắp nơi, hoành hành bá đạo làm nhân dân châu Á phải lầm than. Đỉnh điểm vào thế kỷ 15, hải tặc Nhật là giặc lùn hợp tác với hải tặc Trung Hoa bành trướng thế lực, hoạt động dọc suốt vùng biển Đông Á, thậm chí còn ngược dòng sông lên tới lục địa như tại sông Dương Tử. Hậu quả là trong thời gian này, hàng trăm người đã chết, hàng ngàn người mất nhà cửa, cướp bóc hoành hành mà triều đình thì hủ lậu. Vì thấy cảnh bi thảm trước mắt, triều đình nhà Minh cử 120 vị tăng sư được đào tạo những kỹ năng chiến đấu bài bản đi tiêu diệt hải tặc. Sau thời gian dài bất phân thắng bại, cuối cùng 120 vị sư này đã chiến thắng bọn hải tặc, giúp dân, giúp nước. Tuy nhiên trong cuộc chiến này, họ đã dùng võ công đã giết rất nhiều người, thậm chí cả gia đình vợ con của những tên hải tặc. Những dấu nhang trên đầu các nhà sư. Hẳn những bạn mê phim Trung Quốc không lạ gì những dấu chấm tròn hay còn gọi là Jie Ba trên đầu các nhà sư Thiếu Lâm. Mỗi dấu tượng trưng cho một điều luật cơ bản mà nhà sư phải tuân theo. Nếu đủ 9 chấm, đồng nghĩa là họ đã tốt nghiệp những bài học cơ bản về Phật giáo của mình. Có một thời gian, tập tục này đã bị cấm cho đến năm 2007. Tập tục này đã được bắt đầu lại và chỉ giới hạn cho 100 người có công đức lớn nhất mới có được những dấu Jie Ba này.
Tuy nhiên, đến hôm nay chỉ có 43 người được công nhận và trong đó có một người phương Tây. Những hoạt động kinh doanh của Thiếu Lâm Tự khiến bạn phải giật mình. Dù nổi tiếng trên thế giới về võ thuật, nhưng ít ai biết rằng Thiếu Lâm Tự còn sở hữu cả một cửa hàng trực tuyến, thậm chí còn làm game. Nói đến Thiếu Lâm Tự, hẳn không ít người sẽ nhớ ngay đến hình ảnh của ngôi chùa nổi tiếng cùng môn phái võ Thiếu Lâm Tự. Nhưng liệu rằng bạn có thực sự hiểu Thiếu Lâm Tự là gì và hoạt động của nó ra sao hay chưa? Phải chăng Thiếu Lâm Tự đơn giản chỉ là một ngôi chùa hay còn kinh doanh nhiều mặt hàng khác? Chúng tôi sẽ giúp bạn đi tìm hiểu câu trả lời. Thiếu Lâm Tự, nơi môn sinh theo học võ thuật. Chùa Thiếu Lâm hay Thiếu Lâm Tự tọa lạc tại Tung Sơn, xã Đăng Phong, Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, nổi tiếng từ lâu vì sự kết hợp giữa Phật giáo, Thiền Tông và võ thuật, là cái nôi của Thiền Tông Trung Hoa. Đây được cho là một cơ sở Phật giáo nổi tiếng nhất nhì với phương Tây. Theo một số tài liệu cổ, chùa Thiếu Lâm được xây dựng ở phía bắc Tung Sơn vào năm 477. Vị trụ trì đầu tiên của chùa là Thiền sư Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ, Thiền sư đến Trung Quốc vào năm 464. Nhằm truyền bá tư tưởng Phật giáo, Bồ Đề Đạt Ma cũng là người sáng lập nên võ phái Thiếu Lâm quyền pháp trong chùa. Ngôi chùa hiện nay đã trải qua rất nhiều lần bị phá hủy và được xây dựng lại. Ngày nay, Thiếu Lâm Tự có đến 8 chùa chi nhánh tại Trung Quốc. Khi nhắc tới Thiếu Lâm Tự, điều đầu tiên chúng ta nghĩ tới đó là quyền thuật Thiếu Lâm, môn võ đã trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới. Tương truyền, Bồ Đề Đạt Ma thấy các nhà sư có thể trạng yếu, thường ngủ gục trong lúc thiền. Thiền sư liền giới thiệu một hệ thống các bài tập thể dục được cho là Thập Bát La Hán Chưởng hay là các bài tập co giãn cơ bắp kinh điển Đạt Ma. Dần dần, những động tác này đã phát triển thành võ thuật. Trong suốt hơn 10 năm thế kỷ, các nhà sư tại Thiếu Lâm Tự đã hoàn thiện và giữ gìn môn võ qua nhiều thế hệ. Hệ thống quyền pháp của Thiếu Lâm Tự có tới 3 hệ pháp và theo các môn phái, đó là Thiếu Lâm Tung Sơn Hà Nam, Thiếu Lâm Quyền Bắc Phái Giang Tô và Thiếu Lâm Quyền Nam Phái Phúc Kiến. Sau sự bùng nổ của bộ phim Thiếu Lâm Tự vào năm 1982, ngôi làng bao quanh chùa có tên là làng Thiếu Lâm đã thu hút rất nhiều môn sinh trên toàn thế giới đến đây theo học. Nhiều người thường nói vui rằng ngôi làng dường như đã trở thành một lò cung phu đích thực. Cùng với đó, các võ đường sẽ được mở ra nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của môn sinh. Ước tính, mỗi năm có tới 50 võ đường được mở cùng 50.000 môn sinh theo học võ Thiếu Lâm. Tuy vậy, đầu tiên các võ sinh sẽ phải trải qua các khóa rèn luyện rất khắc nghiệt với tính kỷ luật cao nhằm tôi luyện sức chịu đựng của bản thân để đạt được sự hoàn thiện về thể chất và những câu chuyện thương mại hóa ẩn đằng sau Thiếu Lâm Tự. Tuy nhiên, cung phu Thiếu Lâm ngày nay đã được thương mại hóa và trở thành một ngành kinh doanh đem lại lợi nhuận lớn. Các võ đường trong làng vẫn mở và giúp cư dân tại đây trở nên giàu có. Chùa còn xây dựng một trường dạy võ thuật riêng. Thiếu Lâm Tự Tung Sơn đào tạo võ sinh, chi phí một năm theo học tại đây rơi vào khoảng 7.000 đô la đến 12.000 đô la, khoảng 142 triệu đến 250 triệu Việt Nam đồng. Người trụ trì hiện tại Thiếu Lâm Tự còn gửi các nhà sư đi các nước trên thế giới để giảng dạy cũng như truyền bá về cung phu Thiếu Lâm và Phật giáo. Hiện Thiếu Lâm Tự đã có các chi nhánh tại London, Anh, Berlin, Đức, Budapest, Hungary hay Viên của Áo. Không những thế, Thiếu Lâm Tự thời hiện đại thậm chí đã trở thành doanh nghiệp đích thực. Hiện nay chùa đang sở hữu một số công ty hoạt động dưới quyền như công ty điện ảnh Thiếu Lâm Hà Nam, công ty dược phẩm và một quầy bán đồ lưu niệm trực tuyến. Năm 2003, trụ trì Thích Vĩnh Tín ủy quyền cho một công ty để sáng tạo ra trò chơi mang tên Huyền Thoại Thiếu Lâm. Sắp tới, chùa dự định hợp tác với một số doanh nghiệp nhằm tung ra sản phẩm trò chơi di động về Thiếu Lâm Tự nhằm thu hút thêm môn sinh. Ngoài ra, quầy bán đồ lưu niệm online của Thiếu Lâm Tự còn được đặt trên một trang web thương mại điện tử nổi tiếng của Trung Quốc, cho phép khách hàng từ khắp nơi trên thế giới đặt mua các sản phẩm của Thiếu Lâm. Sản phẩm rất đa dạng, từ đũa trà đến các quyển sổ bí kíp võ công Thiếu Lâm. Tuy nhiên, các hoạt động thương mại hóa của Thiếu Lâm Tự không được nhiều người ủng hộ. Nhiều người cho rằng Thiếu Lâm Tự đang dần dần đánh mất đi bản sắc của mình. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Thiếu Lâm Tự hiện nay đã và đang thực hiện rất tốt việc giữ gìn truyền thống Phật giáo và võ học của người Trung Quốc.
Không chỉ các công dân bản địa mà còn rất nhiều người trên thế giới đều biết đến và mong muốn được tiếp thu môn võ truyền thống lâu đời này.